Cây mộc giống bạn ơi. Cái hàng mộc giống mộc Hương Ta rất đẹp luôn ạ. Đặc biệt ở đây là 100%. Cây nào cây nấy là đều tỉa thoát thân. Và nữa là các bạn nhìn ý, cái gốc của nó rất là già cây. Cái hàng này nhà mình nuôi từ trong bầu từ năm ngoái ấy, khi mà nó còn nhỏ nhỏ hơn nữa mà cái thân nó còn xanh xanh cơ. Năm nay như này là rất là già cây rồi. Mình đo là 1, 2, 3, 4. Cái hàng này là hàng 80. Còn cái hàng bên này ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 1 mét thoải mái ạ. Chiều cao là từ 80 đến 1 mét nha bạn nha. Số lượng thì rất là nhiều luôn. 100% cây nào cây nấy cũng toàn là hàng thoát thân hết cả. Mà hàng là hàng mộc ta nha bạn nha. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây mộc Hương giống ạ, mộc Hương ta nữa là hàng thoát thân thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 bạn ạ. Cảm ơn bạn nha.